Chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng. Lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay Chủ nhật 27 tháng 6 2021 gồm có phần cuối chương 2 và chương 3, thiền thứ nhất. Để mở đầu, Đỗ Hiếu kính mời quý vị theo dõi chương 2, vấn đề lực lượng cách mạng qua giọng đọc của Thanh Trang. Vấn đề thống nhất lực lượng cách mạng. Trong phiên họp thường lệ Ban chấp hành Tổng bộ, ngày 7 tháng 4 năm 1928, các trung ủy đều nhận xét thế lực của thực dân bành trướng mỗi ngày một mạnh, mà các đảng cách mạng trong nước tuy cùng một mục đích chung là đánh đuổi thực dân, giành lại nền độc lập cho quốc gia, nhưng vì hành động riêng rẽ nên lực lượng bị phân tán, hơn nữa còn vấp phải cái tệ hại là dẫm chân lên nhau và phản tuyên truyền. Bởi vậy, Tổng bộ quyết định vận động thống nhất các đảng cách mạng trong nước lại thành một khối duy nhất. Các đảng cách mạng trong nước hoạt động mạnh mẽ nhất thời ấy. Ngoài Việt Nam Quốc dân đảng còn có hai đảng, Tân Việt Cách mạng Đảng và Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Để thực hiện thống nhất ba đảng cách mạng, Tổng bộ Việt Nam Quốc dân Đảng cử Hoàng Văn Tùng làm đại biểu giao thiệp với đại biểu Tân Việt Cách mạng Đảng là Tôn Quang Việt và cử Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Phúc làm đại biểu giao thiệp với Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Đại biểu ba đảng gặp nhau nhiều lần, kết quả đại biểu Tân Việt Cách mạng Đảng từ chối, viện ra những lý lẽ mơ hồ. Còn Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội thì đòi để tổng bộ ở hải ngoại, vì tổng bộ sẽ không bao giờ bị chính quyền thực dân động chạm tới. Mặc dầu chúng có tìm hết cách đàn áp đi nữa, thì lúc nào cũng có một sức trung kiên để chỉ huy công tác. Trái lại, Việt Nam Quốc dân Đảng thì chủ trương để tổng bộ ở trong nước, vì để tổng bộ ở ngoài nước sẽ sống cách biệt với dân chúng ở quê hương và các lãnh tụ khó lòng biết cách chỉ huy cho đúng hoàn cảnh. Gặp việc phải xách động quần chúng đấu tranh, nếu việc bị vỡ lở
thì chỉ có đảng viên và quần chúng ở trong nước bị mắc họa của thực dân. Các lãnh tụ ở nước ngoài vẫn sống ung dung. Hơn nữa, rất có thể một số cán bộ giao thông lộng quyền có thể bán rẻ anh em, một khi họ là người xấu. Dầu họ là những phần tử tốt đi nữa, nếu không may bị bắt, bị tra tấn, cũng có thể gây cho toàn thể đảng vô cùng nguy hiểm. Mà việc họ bị bắt là việc lúc nào cũng có thể xảy ra được. Để tổng bộ ở ngoài, tức là làm cách mạng một cách ném đá giấu tay. Bởi vậy, một số thanh niên cách mạng Thiên Tả đã quả quyết đổi ý kiến không tham gia vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, mà cùng nhau gia nhập vào Việt Nam Quốc dân đảng. Ý kiến xung đột, cuộc tranh luận nhiều khi trở nên quá khích, điều đình không xong. Cuối cùng, đại biểu Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội cho biết rằng mình không đủ thẩm quyền để quyết định một vấn đề trọng đại như vậy. Đề nghị Việt Nam Quốc dân đảng cử một phái đoàn sang Siem, Thái Lan vào ngày lễ kỷ niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Ngày ấy thế nào tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội ở Quảng Châu, Trung Hoa cũng phái đại biểu về Siem dự lễ. Nhân cơ hội, đại biểu hai bên sẽ gặp nhau bàn việc thống nhất. Ngày 22 tháng 5, Tổng bộ Việt Nam Quốc dân đảng họp hội đồng quyết định cử Nguyễn Ngọc Sơn làm trưởng phái đoàn, cùng Hồ Văn Mịch, Phạm Tiềm làm phái viên sang Thái Lan. Ngày 2 tháng 6, phái đoàn đáp xe lửa từ Thanh Hóa vào Đông Hà, rồi đáp xe hơi đi Savannakhet, thuê thuyền qua cửa Long Giang tiến xuống Udon, một thị trấn ở về phía đông bắc Thái Lan. Được hai đại biểu Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội là Hy Tống và Ngọc Ẩn đón tiếp rất nồng hậu. Đến ngày 19, ngày lễ kỷ niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái, nhân danh Việt Nam Quốc dân đảng, Phạm Tiềm đọc bài văn tế, Nguyễn Ngọc Sơn và Hồ Văn Mịch đăng đàn diễn thuyết. Bài văn tế cũng như diễn văn của đại biểu Việt Nam Quốc dân đảng đã khiến kiều bào ở Udon cảm động đến rơi lệ và tỏ ra rất có cảm tình với Việt Nam Quốc dân đảng. Sau cuộc hành lễ, đợi mãi 5-7 ngày, cũng không thấy đại biểu Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội ở Quảng Châu tới. Cho là họ không thực tâm muốn đoàn kết tiến tới sự thống nhất, phái đoàn Việt Nam Quốc dân đảng từ giã đất Thái trở về nước. Mật thám Pháp đã bố trí định vây bắt phái đoàn này, nhưng chúng đã không thành công. Nhân tiện cuộc hành trình, phái đoàn đồng ý để Phạm Tiềm trở về Hà Nội báo cáo công tác với tổng bộ. Còn Nguyễn Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Mịch đi thẳng vào Sài Gòn với mục đích liên lạc với các nhóm cách mạng miền Nam, đồng thời phát triển đảng viên, tổ chức chi bộ. Trong thời gian này, Chu Dưỡng Bình thường lui tới Nam Đồng thư xã cho Nguyễn Thái Học biết. Y quen thuộc nhiều với các giới quân nhân cũng như chính khách Trung Hoa. Và y còn biết được một mỏ vàng ở tiếp giáp biên giới Việt Hoa, hiện có mẫu mang theo. Nếu chịu bỏ tiền ra khai thác, sẽ thu vào quỹ đảng được một số tiền quan trọng. Nguyễn Thái Học đã cấp cho y một số tiền, nhưng sau mở cuộc điều tra, được biết y đã quy thuận chính quyền thực dân từ năm 1913. Và sau khi nhận được tiền của đảng, y không hề vượt biên giới, nên Chu Dưỡng Bình bị khai trừ ra khỏi đảng từ đấy. Khách sạn Việt Nam. Chiếu điều lệ đảng, 6 tháng phải bầu cử lại ban chấp hành các cấp bộ. Phiên nhóm bầu cử lại ban chấp hành tổng bộ nhiệm kỳ 2 nhằm vào ngày 1 tháng 7 năm 1928 tại nhà đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn ở Gia Lâm. Kiểm điểm lại mọi phương diện đều tiến hành một cách rất khả quan. Các công, tư chức, nhất là giáo chức, thương gia cùng nông, công nghiệp, gia nhập đảng khá đông. Trong quân ngũ, riêng ở Bắc Việt, đảng đã kết nạp hàng trăm đồng chí quân nhân. Nguyễn Thái Học lại được toàn thể đại biểu cử làm chủ tịch. Nguyễn Thế Nghiệp, Nhượng Tống đều không tham dự khóa này. Trung sĩ không quân Trần Văn Môn được cử làm trưởng ủy ban bình vụ. Bùi Tiến Mai được tỉnh đảng bộ Thái Bình cử lên thay thế trung úy Đặng Đình Điền. Hoàng Văn Đào được tỉnh đảng bộ Thanh Hóa cử lên thay thế trung úy Hoàng Văn Tùng. Đến ngày 7 tháng 8, Hội đồng Tổng bộ nhóm viên thường lệ tại đường Tuyên Quang, Hà Nội quyết định lập một cơ quan kinh tài và còn là nơi liên lạc cho đảng.
Đoàn Mạnh Chế, đại biểu tỉnh đảng Bộ tỉnh Hưng Yên, được cử giữ chức trưởng ủy ban kinh tài, thay thế Đặng Đình Điền, được cử phụ trách, nhưng viện dẫn lý do bận nhiều việc riêng, nhất quyết từ chức. Cuối cùng, Tổng bộ quyết định trao trọng trách cho Hoàng Văn Đào, bắt buộc không được phép từ chối. Quỹ đảng rất eo hẹp, lão đồng chí Đặng Đình Điền phải giới thiệu Hoàng Văn Đào với Mai Du Lân, chủ nhiệm tờ Thực Nghiệp Dân Báo, mới mượn được số tiền 500 đồng bạc. Lê Thành Vị giới thiệu với một bà cô họ, cho mượn được 300 đồng bạc, thuê ngôi nhà của Thuận Thành Ký tại số 38 phố Hàng Bông Đệm, giáp ngõ Tạm Thương, Hà Nội, đặt tên thương điếm là Khách sạn Việt Nam. Vì sự khuếch trương quá lớn lao, số tiền vốn lại không có là bao, Nguyễn Ngọc Sơn, Đỗ Hữu Uẩn và Lê Thành Vị phải thương lượng mua chịu nhiều vật dụng cần thiết ở các hãng Goda, Deco Ecabo, Poisson Everett, Gulane Frivis, Quảng Hưng Long, v.v. Đứng tên xin phép mở phòng trọ cùng bán rượu khai vị trong khách sạn là đồng chí Lê Thành Vị, đốc lý Hà Nội không cho phép Hoàng Văn Đào, lý do có tên trong sổ đen của sở mật thám vì những hoạt động có tính cách chính trị. Ngày 30 tháng 9 năm 1928, khách sạn Việt Nam chính thức khai trương. Các nhân viên phụ trách trong khách sạn có Trương Văn Miễn, thủ quỹ, Hoàng Thúc Dị, kế toán, Nguyễn Hữu Đạt, kiểm soát. Tiếp tân có Nguyễn Đức Lung, Nguyễn Văn Kinh, phụ trách việc xuất nhập kho tàng là Đặng Trần Nghiệp, tức Ký Con. Sự kiểm soát rất là chặt chẽ và chu đáo. Đến đầu bếp trong khách sạn, một số đông cũng là đoàn viên trong giới đầu bếp ở tỉnh đảng bộ Hải Phòng cử lên đảm nhiệm. Trừ các khách sạn của người ngoại quốc thời ấy ở Hà Nội, thì khách sạn Việt Nam là một khách sạn lớn và bậc nhất đối với người Việt Nam. Ban đầu thực khách rất là đông đảo vì các món ăn ở đấy đã ngon lại bán với giá bình dân. Giám đốc sở mật thám Đông Dương là Louis Marty đã viết trong cuốn Contribution à l'histoire du mouvement politique de l'Indochine française rằng ngay hôm khai trương công cộng, mọi người đều biết trụ sở phải dùng những mục đích nào. Sở mật thám Bắc Việt hết sức chú ý, phái thám tử trá hình đến thuê phòng ở trọ, phóng tiền tài để sai khiến những người bồi bàn, hòng thu lượm được tin tức. Nhưng chúng đã lầm, bởi không qua được con mắt của những nhà hữu trách của khách sạn Việt Nam. Chỉ có sự liên lạc, chứ không bao giờ lại có sự tổ chức những buổi họp đông người ở đấy. Louis Marty đã viết, đêm mồng 1, rạng mồng 2 tháng 11 năm 1928, Tổng bộ Việt Nam Quốc dân đảng sẽ tổ chức đại hội tại đấy. Mật thám định trèo lên mái ngói, rồi leo xuống khách sạn và tìm những tài liệu mang chứng tích pháp luật của cuộc âm mưu. Nhưng những người lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đảng vào phút chót đã thay đổi nơi hội họp, nên mật thám đành chịu cảnh thất bại chua cay, không thể làm gì hơn được. Sở mật thám bèn cho thi hành thủ đoạn phá hoại kinh tế, phao tình khách sạn Việt Nam là cơ quan kinh tài của hội kính, khiến cho nhiều người sợ liên lụy không dám tới lui, làm phương hại rất nhiều trong bước đường tiến triển. Nhưng cũng mãi tới sau ngày Bazin bị ám sát, ngày 17 tháng 2 năm 1929, mật thám mới đến bổ vây khám xét khách sạn Việt Nam và ra lệnh đóng cửa. Danh dự chủ tịch đảng. Tổng bộ nhiệm kỳ 2, Nguyễn Thế Nghiệp không tham dự nên anh có dịp vào Sài Gòn. Tại nơi đây, Nguyễn Thế Nghiệp đã xuất bản một tạp chí bằng Pháp ngữ, nhan đề là Review Economic. Trong dịp này, Nguyễn Thế Nghiệp lại bắt liên lạc được với Vũ Đình Di và Nguyễn Văn Ngọc mới từ Ba Lê, Paris trở về nước. Sau nhiều lần trao đổi ý kiến, ba người cùng nhau trở ra Hà Nội. Một cuộc họp mật tại nhà đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn ở phố Nhà Hỏa, Hà Nội. Đại diện Việt Nam Quốc dân đảng có Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thế Nghiệp và Hoàng Văn Tùng. Đại diện Phục Việt tức Việt Nam Độc lập đảng, hợp nhất có Vũ Đình Di, Nguyễn Đắc Lộc và Nguyễn Văn Ngọc. Mục đích cuộc họp mật này là vấn đề thống nhất giữa Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Độc lập đảng.
nhưng không thu được kết quả vì đại biểu Việt Nam Quốc dân đảng vẫn giữ vững lập trường là phải thống nhất dưới danh hiệu Việt Nam Quốc dân đảng. Ngày 15 tháng 9, phiên họp tổng bộ theo thường lệ, ngoài các vấn đề hệ trọng đã được giải quyết, cuối cùng trở lại vấn đề thống nhất các lực lượng cách mạng quốc gia, tổng bộ quyết định cử đại biểu vào Huế, vấn an cụ Phan Bội Châu, tặng cụ chức danh dự chủ tịch đảng và yêu cầu cụ giúp đảng hai việc. Thứ nhất, yêu cầu cụ đem uy tín và đạo đức của cụ ra thuyết phục để thống nhất các đảng phái. Thứ hai, yêu cầu cụ giúp đỡ về phương diện ngoại giao vì cụ quen biết nhiều các chính khách ngoại quốc. Vị đại biểu được tổng bộ đề cử là lão đồng chí Đặng Đình Điền. Lên đường vào Huế, ngày 2 tháng 10, hai nhà lão thành cách mạng gặp nhau rất là tương đắc, hoan hỷ vô cùng. Cụ Phan đã vui lòng nhận là một đảng viên của Việt Nam Quốc dân đảng. Cụ nói, tôi tuy già yếu thật, nhưng nếu còn có thể giúp ích được việc gì cho tổ quốc, thì tôi nguyện đem hết sức mình phục tòng mệnh lệnh của đảng. Đến khi chia tay từ biệt, cụ Phan Sào Nam trao cho lão đồng chí Đặng Đình Điền một tấm danh thiếp, phía sau đề bốn chữ, khả dĩ đoạn kim. Đề phòng khi tổng bộ có cử phái viên vào, thì cầm tấm danh thiếp ấy làm tin. Sự tham gia của nhà đại ái quốc Phan Bội Châu đã làm tăng uy tín cho Việt Nam Quốc dân đảng rất nhiều. Các đảng viên đảng ấy cũng vô cùng phấn khởi. Tổng bộ nhiệm kỳ 3, ngày 9 tháng 12 năm 1928, đảng trưởng Nguyễn Thái Học triệu tập hội nghị đại biểu toàn quốc để bầu ban chấp hành tổng bộ mới. Tổng bộ này là tổng bộ nhiệm kỳ 3, tổ chức theo điều lệ mới, gồm 3 cơ quan độc lập, lập pháp, hành pháp và tư pháp, là tòa án tối cao, nhưng sẽ chỉ thành lập khi nào xét ra cần phải thi hành. Nguyễn Thái Học xin từ chức chủ tịch. Nguyễn Khắc Nhu, tức Sứ Nhu, biệt hiệu Song Khê, được đắc cử chủ tịch ban lập pháp. Nguyễn Thái Học đắc cử phó chủ tịch. Chủ tịch ban hành pháp là Nguyễn Thế Nghiệp. Phó chủ tịch là cử nhân Lê Xuân Hy. Ngoài sự giải quyết các vấn đề hệ trọng, tổng bộ mới quyết định cử một phái đoàn ngoại giao sang Trung Hoa, Nhật Bản. Nguyễn Thái Học và Nhượng Tống được giao phó nhiệm vụ vào Huế, yêu cầu cụ Phan Sào Nam viết cho mấy bức thư giới thiệu. Cũng trong phiên họp tổng bộ ấy, về phần báo cáo công tác, Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo đã liên lạc với nhóm Trần Nguyên Phú, Nguyễn Đình Kim, còn Nguyễn An Ninh đã đi đường lối rõ rệt là đệ tứ quốc tế, đồng thời cũng đã thành lập được chi bộ đặc biệt ở Sài Gòn và 6 chi bộ ở miền Đông và miền Tây Nam Kỳ, trong số có nhiều võ trang đồng chí. Tiếp nối chương trình, Đỗ Hiếu kính mời quý vị theo dõi chương 3, thực dân mua bán nô lệ. Thực dân mua bán nô lệ, phong trào mẹ mịn. Nguyên từ năm 1900, thực dân Pháp bắt đầu trồng cây cao su ở miền đất đỏ Nam Kỳ và Cao Miên, tổng số diện tích lên tới 110.000 mẫu Tây. Sau trận chiến thứ nhất kết liễu, thực dân Pháp lại càng đổ xô đến thuộc địa kinh doanh, nhất là thuộc địa Đông Dương. Diện tích khai thác mỗi ngày mỗi tăng, công nhân miền Nam, miền Lào rất khó mộ vì trình độ sinh hoạt của họ tương đối dễ dàng hơn. Để cung ứng số nhân công, không những cho các hãng trồng cây cao su miền đất đỏ Nam Kỳ, miền và Lào, mà còn cho cả hai đảo Nouvelle-Calédonie và Nouvelle-Hébride nữa. Thực dân tổ chức mộ nhân công đại quy mô ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Miền ruộng đất ít mà người thì đông lại luôn bị thiên tai phá hoại. Tên trùm mua bán nô lệ có thế lực và bậc nhất là Bazaine. Tiếng Việt mình là Bazaine. Ở số 35, phố Félix Faure. Thứ đến là tên Vell ở phố Blockhaus Nord, Hà Nội. Để cho có được nhiều nô lệ, Bazaine và Vell chiêu mộ một số côn đồ lưu manh người Việt Nam làm tay sai, gọi là cai mộ phu. Nhân dân chủ mộ, bọn cai này đặt phòng mộ ở khắp mọi nơi. Chiếu theo số đồng người mộ được, chúng sẽ được hưởng một số hoa hồng rất hậu. Nên ngoài những bánh khóa như tuyên truyền lừa bịp,
dụ dỗ phỉnh phờ. Bọn cái này còn dùng đến cả thủ đoạn bắt cóc, bỏ thuốc mê, dưng chúng mệnh danh là mẹ mìn, khiến mọi người có trách nhiệm trong gia đình phải đề phòng theo dõi những chồng con của họ vào trạc 17, 18 tuổi trở lên. Cứ tối đến là phải đóng cửa sớm, đề phòng mẹ mìn đi bỏ thuốc mê. Từ không khác gì nạn ôn dịch đương hoành hành dữ dội ở thôn quê đất Bắc, trực cướp những người thân yêu của họ mang sang bên kia thế giới. Muốn tìm lại được những người thân yêu đột nhiên mất tích, người ta phải tìm đến những nơi có phòng mộ phu để thương lượng, chuộc tiền. Nếu chậm trễ ít ngày, thân nhân của họ sẽ bị đưa xuống tàu thủy để chở ra Hải Phòng, giao cho chủ mua bán nô lệ là Bazin hoặc Vell làm thủ tục giấy tờ, rồi lùa xuống tàu bể chuyên chở vào Sài Gòn. Phong trào mẹ mìn, thuốc mê đã gây nên biết bao cảnh huống gia đình tan nát. Chồng bỏ vợ, con bỏ cha, anh em lìa xa nhau. Tất cả những hành động vô nhân đạo ấy được chính quyền bảo hộ, che chở, người nông dân không còn biết kêu cứu vào đâu. Đồng điền có xu thế ấy ở vào thời kỳ mới khai thác, rừng rú đầy lam chướng, nên người nông phu nào cũng đều mắc bệnh, chói nước, da tái, bụng phình, ốm đau thời thiếu thuốc men, không người săn sóc, mặc dù hãng cũng có bệnh viện riêng. Tệ hại hơn nữa là các gai, surveillant, chửi bới thậm tệ và đánh đập tàn nhẫn, nên số phu mộ bị bỏ mạng rất nhiều. Ra đi bỏ mạng Nam Kỳ, thay anh bón cỏ, xanh rì ngoài uông. Hai câu này đã trở thành câu ca dao trong những tờ truyền đơn được rải khắp nơi của các đoàn thể cách mạng, sinh viên thời ấy khuyến cáo đồng bào không nên đi làm phu mộ và các đồn điền cao su. Tên thực dân Baza bị ám sát. Buổi chiều ngày 19 tháng 2 năm 1929, tức là chiều ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Thìn, chiều 30 Tết âm lịch. Tên trùm mua bán nô lệ là Baza bị giết chết tại trước cửa nhà số 110 phố Huế, chợ Hôm, Hà Nội. Qua 3 ngày Tết, các báo chí thủ đô đều loan tin, dân chúng Việt Nam mới biết, còn giới thực dân Pháp thì họ hay tin liền, đều tỏ ra vô cùng hoang mang xao xuyến. Sáng sáng ngày 4 Tết, 13 tháng 2, 1929, Sở Mật Thám Bắc Việt phái thám tử đến bổ vây khám xét nhiều nhà trong thành phố. Trong số đó có nhà một học sinh trung học Albert Sago tên là Leon Sun ở số 25 phố Hàng Đào, Hà Nội. Nguyên cách đấy 2 tháng, Leon Sun đã bị bắt quả tang rải truyền đơn tố cáo dù mộ phu đi từng thế giới của bà già, bị tòa án tiểu hình Hà Nội kết án 6 tháng tù treo theo đạo luật vận động có tính cách làm rối cuộc an ninh và gây ra những rối loạn. Do sự nghi ngờ này mà Sở Mật Thám Pháp cho khám xét nhà Leon Sun. Trong khi khám xét lại tìm thấy một mẫu giấy có ghi số 110 và còn lượm được một bức thư của cậu viết gửi vào Sài Gòn, chưa kịp bỏ vào thùng thư nhà bưu điện. Bức thư ấy, lối chữ lại giống hệt chữ viết trong bức thư mà người thanh niên bí mật đã trao cho bà già trước khi hạ thủ y. Do sự kiện trên, Sở Mật Thám đã quyết định ra lệnh bắt giam Leon Sun. Ban đầu họ tưởng là Pháp Kiều, sau họ khám phá ra là công dân Việt Nam hoàn toàn nên bị tra tấn rất tàn nhẫn. Leon Sun bắt buộc phải nhận liều chính mình là thủ phạm, rồi được đưa đến trước cửa căn nhà số 110 phố Huế diễn lại tấn kịch sát nhân. Nhưng căn cứ theo lời khai của chủ nhân số nhà 110 và người tài xế lái xe cho ba ra thì còn thiếu một đồng phạm, người đưa bức thư. Không có biết khai cho ai, Leon Sun phải khai một tên tưởng tượng là Trần Bình Nam. Sở Mật Thám không tìm ra ai có tên này nên bắt đại Nguyễn Tấn Long là chú của Sanh, vì ông Long trước có thầu việc phá rừng cho công ty đất đỏ ở Nam Việt. Mật Thám tình nghi cho ông Long có ý cạnh tranh công việc làm với ba gia chăng. Ra trước phòng dự thẩm tòa án Hà Nội, luật sư suối Leon Sanh cãi cung. Nhà chức trách đứng trước một tình thế lúng túng, không thêm được bằng chứng gì chân xác để buộc tội bị can. Hơn nữa, cuộc giảo nghiệm tự giảm trong hai bức thư nói trên mà Sở Mật Thám đặt hết hy vọng vào đó, thì nhà chuyên viên ở tòa án lại kết luận trái với chuyên viên Sở Mật Thám. Bức thư đưa cho bà già không phải do tay Leon viết, mặc dù lối chữ giống với chữ của bị can. Đến đây,
thừa biết rõ thủ phạm không phải là Leon Xanh, nhưng để trấn áp dư luận đương sôi nổi, sứ mật thám cho các báo loan tin là đã bắt được thủ phạm vụ ám sát Bazin là Leon Xanh. Xanh bị tống giam vào ngục thất ở Quả Lò. Sự thật trong vụ ám sát tên trực dân Bazin, nguyên nhân chính xác và bí mật như sau. Đứng trước cảnh thống khổ của đồng bào, một số đoàn viên Việt Nam Quốc dân đảng ở trong các xí nghiệp Gouda, Poinsa, Evere, Decour, Ecabo, Denifère, Brasserie, Omel cử đại biểu là đồng chí Nguyễn Văn Viên, là ủy viên trong thành bộ Việt Nam Quốc dân đảng, được thành bộ trao phó trách nhiệm lãnh đạo các chi đoàn công dân, đến yêu cầu tổng bộ cho thi hành giết tên trùm mua bán nô lệ là Bazin để trừ mối đại họa cho dân tộc. Bước vào khách sạn Việt Nam, Nguyễn Văn Viên gặp Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Đào và Nguyễn Hữu Đạt. Đồng chí Viên đưa đề nghị của các đại biểu chi đoàn công nhân yêu cầu tổng bộ xét xin ra lệnh cho ban ám sát giết Bazin. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học trả lời, nếu nay vội giết Bazin, tất nhiên chính quyền thực dân sẽ khủng bố dữ dội, mà đa số đồng chí trong góc lãnh đạo của đảng chúng ta phần đông có tên trong sổ đen của sở mật thám, thực dân sẽ bắt hết, đảng sẽ tan, lợi ích mà hại nhiều. Vậy khuyên các đồng chí nên bình tâm để ráng sức làm việc lớn đang chờ đợi ở đảng chúng ta. Bazin chẳng qua chỉ là một cái cành cây, cây mà đổ, tức khắc cành phải héo. Hoàng Văn Đào, Nguyễn Hữu Đạt cũng đồng ý với Nguyễn Thái Học. Nguyễn Văn Viên ra về báo cáo lại với các đại biểu chi đoàn, nhưng họ đều nằng nì với Nguyễn Văn Viên yêu cầu tổng bộ cứu xét lại một lần nữa. Giữa khi ấy, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội cũng hoạt động rất ráo riết vào với công nhân để tranh thủ đoàn viên. Họ cũng đã triệu đơn chống việc mua bán nô lệ của tên Bazin. Muốn tranh thủ đoàn viên trong giới công nhân để gây lực lượng cho đảng mình phải có hành động và thành tích đấu tranh cụ thể, làm cho anh em giới công nhân tin tưởng mà họ đang đòi hỏi ở đảng mình. Nhưng đảng trưởng lại đã không đồng ý, thì không khi nào ông lại chịu đưa vấn đề ra bàn trước tổng bộ. Anh Nguyễn Văn Viên tự động bắt đầu theo dõi Bazin. Sau ít ngày được biết rõ là hàng ngày vào mỗi buổi chiều khi tan sở thì Bazin thế nào cũng đến căn nhà số 110 Phố Huế. Nhà nhân tình của y là Germain Carcel, một Ả Đầm Lai làm nghề bán hàng cho hãng Gouda ở phố Tràng Tiền. Sau khi điều tra được biết rõ ràng mọi chi tiết, Nguyễn Văn Viên bí mật lấy trộm một khẩu súng lục và một số đạn của hãng Poinsa Evere, hãng mà anh đương làm công tác bán hàng cho khách, đem về huấn luyện cho một đồng chí là Nguyễn Văn Lân để biết sử dụng một cách thuần thục. Đợi đến chiều ngày 3 tháng 2 năm 1929, nhằm chiều ngày 30 Tết âm lịch, mọi gia đình trong thành phố đều đóng cửa nghỉ, sửa soạn bữa cơm chiều, cúng vái tổ tiên. Cảnh binh cũng như mật thám đều sao lãng việc canh phòng. Nguyễn Văn Viên cùng với Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đức Lung, tức là Ký Cao, đến cạnh miếu con, nơi xế cửa nhà Germain Carcel, đứng đợi Bazin. Theo thường lệ, Bazin ngồi trong chiếc xe lộng lẫy hiệu Hawkins sơn màu Bleu Royal đến nhà Germain. Vào khoảng 20 giờ, Bazin đầu đội mũ phớt, mình khoác áo pardessus từ trong nhà Germain bước ra đường, tiến tới chỗ xe hơi đậu. Tài xế Quy vội mở cửa xe. Bazin một chân bước lên bệ xe, một chân còn đứng dưới đường, mặt ngoảnh lại, để ngón tay lên môi ra hiệu chào lại tình nhân còn đứng trước cửa. Dưới khế, tiệm bác thuốc lào xế cửa nhà Germain đem tràng pháo đại ra đốt ngay trước cửa nhà. Nguyễn Văn Viên liền ra lệnh cho Nguyễn Đức Lung tiến đến trao cho Bazin một phong thư. Đó là bản án tử hình. Ngoài bì có tên hãng tàu thủy Bạch Thái Bưởi. Nguyễn Văn Lân tiến đến bắn một phát súng lục vào má, trúng hàm răng Bazin. Bazin ngã gục, Lân bồi thêm hai phát nữa, kết liễu cuộc đời tên thực dân chuyên mua bán nô lệ. Mọi nhà trong phố đều đã đóng cửa nghỉ ăn Tết, tiếng súng hòa lẫn tiếng pháo nên không ai hay biết, ngoài trừ Germain và tên tài xế. Germain quá sợ, vội chạy thục vào trong nhà đóng sập cửa, nhìn ra đường qua khe kẹt hở, còn tài xế cũng quá hoảng sợ, vội vàng nằm gục xuống chỗ ngồi lại trong xe. Sau khi thi hành xong nhiệm vụ, Nguyễn Văn Viên cùng với Nguyễn Văn Lân của Đức Lung rẽ vào con đường cạnh chợ Hôm. Hồi ấy con đường này còn nhiều hồ ao, đèn điện chưa có, rất ít người qua lại. Mãi sau này mới mở mang, đặt tên phố là Armand.
Khi rút lui đến khu nhà rượu thì ba người chia tay. Nguyễn Văn Viên trở lại nhà Nguyễn Thái Trác ở số 46 chợ đuổi Gusa, trao cho Thái Trác bộ quần áo trút ra rồi ra đi. Bộ quần áo xám ấy gói lại đem sang nhà Lê Thành Vĩ và báo cho Vĩ biết Nguyễn Văn Viên đã thi hành xong việc giết tên Bazin. Lê Thành Vĩ tức khắc buộc thêm một viên gạch rồi đem liệm xuống hồ Chính Trung ở cuối phố chợ đuổi. Phong trào mua bán nô lệ từ đấy dần dần bước vào con đường cáo chung. Chương trình trang sử Việt Nam Quốc dân đảng đến đây tạm kết thúc. Xin đón nhận ý kiến xây dựng của quý vị đồng hương để chương trình được hữu ích và phong phú hơn. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý đồng hương, quý bà con cô bác, với lời cầu chúc luôn may mắn, an lành và thành đạt trong cuộc sống. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nửa non. Sung sướng chi ta nhẹ nhàng, máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng phát trường. Không thành công thì cũng thành nhau, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng, máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế.